Rồi, đây chúng ta chưa biết là nó bao nhiêu thôi, thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ lắp ốc vào. Nguyên đây họ đi chỉnh cái video này. Chúng tôi hướng dẫn xong cái video này, chúng tôi sẽ kết thúc video này và chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cái video tiếp theo là cũng gắp cái khuôn quay miệng ha. Và chúng ta gắp cơ bản là như thế đây ha. Rồi chúng ta bắt đầu sẽ đo, các bạn nhìn thấy rõ không ha. Rồi chúng ta sẽ quay xuống đi cho các bạn dễ thấy ha. Đây nếu mà các bạn bắt đầu chúng ta quay chậu là chúng ta sẽ đo không phải đo phía dưới này, đo từ cái miệng này đến cái tay quay này. Chúng ta bắt đầu quay chậu thì chúng ta sẽ quay như thế này đây ha. Đó, chúng ta đo